Hello anh em. Video này thì mình sẽ hướng dẫn những anh em mới cách swap token trực tiếp ở trên ví MetaMask ha. Thì đây là một cái ví mà hầu hết là anh em mình tham gia DeFi đều đang sử dụng, và không biết là anh em đã biết cái tính năng swap cho nó chưa? Bấm vào MetaMask đây ha. Thì anh em sẽ thấy cái phần là hoán đổi này. Đó, thì đây là chính xác là cái phần swap token ha. Thì mục đích mình làm cái video hướng dẫn này á, đầu tiên thì khả năng ha. Khả năng là hy vọng là sẽ nhận được airdrop từ cái ví MetaMask này, biết đâu là sau này nó sẽ ra cái token và nó tặng cho những người đã từng sử dụng swap trên nó. Thì anh em biết những cái case trước đó rồi, giống như là Uni nè, One Inc ha, thì đều airdrop rất là số tiền rất là lớn dành cho những ai đã từng airdrop ở trên nền tảng của họ. Thì ở đây ha, trên ví MetaMask thì mình khuyên anh em là nên swap ở trên mạng là Binance Smart Chain ha, vì phí rẻ. Còn nếu anh em sử dụng Ethereum thì phí rất là cao. Phí tới cả 100 đô là rất là cao. Thì để add Binance Smart Chain vào ví MetaMask á, anh em nào chưa biết á thì có thể vào cái trang này rất là nhanh nè. Anh em vào cái trang là chainlist.org, mình sẽ để cái trang này ở bên dưới mô tả video ha. Anh em vào đây anh em search là Binance Smart Chain, gõ chữ Binance thôi nó sẽ ra đây ha. Và anh em bấm chữ add to MetaMask thì nó sẽ thêm vào thôi. Ở đây thì mình trước đó mình thêm vào rồi. Sau khi thêm cái mạng Binance Smart Chain vào thì mình nói lại một chút ha. Ở đây thì mình khuyên anh em nên swap tối thiểu là 100 đô ha. Không ai biết được là MetaMask họ có airdrop hay không, hay là cái số tiền tối thiểu phải swap ở trên đó bao nhiêu. Nhưng mình video này thì mình sẽ làm tăng cái khả năng nhận airdrop của anh em ha. Có nghĩa là anh em nên sử dụng sản phẩm của họ. Và mình nghĩ con số mà tối thiểu anh em nên swap là 100 đô. Thì để tối ưu cái chi phí cho anh em á, mình sẽ nói luôn về cái phần là Venus. Họ đang có là airdrop cho những ai mà hold cái token là XVS của họ ha. Thì Venus là một cái dự án lending và borrowing của thuộc hệ sinh thái là Binance Smart Chain, đang có tổng hóa thị trường là khoảng 1,2 tỷ. Thì cái thông tin airdrop này mình mở cho anh em xem ha, mình vào trực tiếp Telegram của họ luôn. Thì mình mở cái tin nhắn ghim nè. Mình sẽ dịch nhanh cái tin nhắn ghim này ha, là khi mà anh em hold cái đồng XVS này, anh em sẽ nhận được cái đồng là VRT token và cái NFT. Thì VRT á, trước đây á, họ cái đồng XVS này khi mà anh em farm á, anh em staking thì anh em sẽ nhận được cái đồng này, nhưng mà nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ lạm phát. Thì để giảm cái lạm phát của đồng XVS này thì họ tạo ra cái token là VRT, thì nó sẽ giảm cái lạm phát của đồng XVS lại. Này. Thì anh em hold ở đâu sẽ được nhận token? Thì ở đây họ sẽ nói là anh em có thể hold ở trên những cái ví thuộc hệ sinh thái của Binance Smart Chain là được, như MetaMask này, Trust Wallet này ha. Coin98 mình nghĩ là cũng được ha. Số lượng anh em phải hold tối thiểu là bao nhiêu để nhận airdrop? Thì ở đây họ ghi là 0,01 XVS để nhận được VRT token, và tối thiểu là 10 XVS token để nhận cái NFT. NFT này là gì thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ ha. Rồi. Nếu như anh em để XVS này ở trên cái hệ thống Venus Protocol đó, anh em có nhận airdrop không? Thì đây, Venus Protocol là cái hệ sinh thái mà cho lending và borrowing, mình cũng đang để khoảng 5.000 đô trên này ha. Và nó sẽ cái lãi suất á, nó sẽ tạo ra cái đồng là XVS. Thì họ hỏi là nếu để XVS ở trên đó thì có được airdrop hay không, thì ở đây câu trả lời là vẫn được ha. Anh em hiểu đơn giản là vẫn được. Rồi khi nào thì họ sẽ chụp cái số dư, thì chụp số dư vào ngày 15 tháng 5, thì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 5 rồi. Và phân phối token này vào ngày 17 tháng 5 cho tới ngày 24 tháng 5 ha. Đó. Thì như mình nói ha, để tối ưu cái chi phí, anh em vừa là swap ở trên MetaMask được 100 đô và anh em có thể nhận được airdrop của Venus này, thì mình sẽ swap qua cái đồng XVS luôn. Rồi, mình sẽ mở lên đây ha. Mình mở MetaMask này, hiện tại thì mình đang có 100 USDT. Mình sẽ bấm hoán đổi nè. Ở trên này mình sẽ chọn USDT ha. Rồi. Ở đây mình sẽ chọn là Venus XVS. Mình sẽ bấm tối đa luôn ha, làm rồi mình sẽ review swap. Ở đây thì nó sẽ kiểm tra những cái pool ở trên những cái sàn swap khác nhau, và anh em sẽ thấy là 100 USDT thì anh em sẽ swap được là 0,78 đồng XVS. Hiện tại đồng XVS là 140 đô ha. Phí của nó này, phí của nó mất 1 đô. À đâu, phí của nó mất 3 đô. Rồi, mình sẽ bấm hoán đổi nha. Lúc này thì đợi một chút cho hệ thống nó xử lý ha. Rồi, hoàn tất giao dịch. Mình đã nhận được 0,78, 0,784 ha. Mình sẽ kiểm tra trên này xem. 0,784. Thì tính ra USDT là được 99,4. Có nghĩa là cái phí mình mất không quá là nhiều ha.
mình chỉ mất khoảng hơn 1 đô phí thôi. Thì anh em chỉ việc là giữ cái đồng XVS này ở trong trong ví thôi, chứ không cần phải làm thêm gì cả. Để mình xem coi hiện X đây, mình đã có 0.8, gần 0.9 đô XVS ha, và chờ đợi cái ngày mà họ trả airdrop cái đồng VRT kia. Rồi, thì đó là cái nội dung video hôm nay mình hướng dẫn anh em là swap token trực tiếp ở trên ví MetaMask để tăng khả năng nhận airdrop của cái dự án MetaMask này. Ví dụ như sau này nó có ra token ha. Và anh em nên swap ở trên mạng Binance Smart Chain ha, phí rẻ, và nên swap tối thiểu là 100 đô để tăng cái khả năng cao nhận thưởng hơn. Và tiện thể thì mình giới thiệu luôn anh em cái Venus Airdrop. Thì nếu anh em thấy video này bổ ích thì anh em có thể cho mình một like và một subscribe kênh. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những cái video sau.